Thúy Diễm mong khán giả đừng ghét mình khi lần đầu tiên làm tiểu tam. Cô nàng chăm chỉ thực hiện bộ ảnh để khoe vẻ đẹp của gái một con, khiến cho khán giả quan tâm hết mực xích xoa. Kể từ khi về chung nhà với Lương Thế Thành, và đặc biệt là sau khi cả hai đã có chung một quý tử, sự yêu đương và quan tâm của khán giả dành cho cặp đôi này ngày càng tăng. Riêng với Thúy Diễm hậu sinh nở, cô nàng lấy lại vóc dáng và còn xinh đẹp hơn xưa, cũng như đang trở nên mạnh mẽ qua các dự án phim. Kể từ sau khi hoàn thành bộ phim Cát Đỏ với bối cảnh nắng gió của vùng biển Bình Thuận, Thúy Diễm đã thay đổi hình ảnh của mình để trông quyến rũ hơn với làn da ngăm vô cùng ấn tượng. Cô nàng chăm chỉ thực hiện các bộ ảnh khoe vẻ đẹp của gái một con, khiến khán giả quan tâm hết mực xích xoa. Nói về bộ phim trong vai Tiểu Tam có con với chồng người ta, Thúy Diễm cho hay: "Trước đây Thúy Diễm ít có cơ hội nhận những kiểu vai như thế này. Chưa kể bình thường Diễm là một người khá nhẹ nhàng, từ tốn, ít tỏ ra mạnh bạo, nhưng trong phim thì hóa thân thành một cô gái rất gay góc, quyết liệt. Đó là lý do vì sao mà đến bây giờ khi xem lại phim vẫn có cảm giác mình chưa thoát vai được." Lo sợ khán giả sớm có cái nhìn không hay về nhân vật của mình sau khi được gọi là tiểu tam mới của làng phim ảnh, cô nàng gửi mong muốn đến người xem: "Khán giả đừng vội hiểu lầm hay phán xét nhân vật của Diễm mà tội nghiệp. Hãy cùng chờ đón những tập tiếp theo của bộ phim này để có thể thấy đồng cảm và thương hơn số phận của nhân vật này trong thời gian tới." Có thể thấy sự nhiệt huyết và đầu tư của bà xã Lương Thế Thành trong lần trở lại này, cùng chúc cho các sản phẩm của cô sẽ luôn được khán giả yêu thương và đón nhận.